Thọ lão nhân sức khỏe và trường thọ. Gốm Nhật Toki xin chào quý anh chị và hôm nay gửi tới cả nhà cùng sưu tầm với Gốm Nhật Toki cho một bức tượng của ông Thọ, người mang lại sức khỏe và trường thọ. Ở bức tượng này thì hết sức là đặc biệt, khi Gốm Nhật Toki chủ tâm sưu tầm về để giới thiệu đến cả nhà một bức tượng Thọ lão nhân với phong cách là vẽ men lam nhưng vẫn thuộc dòng gốm sứ Kutani. Bức tượng ông Thọ sẽ có phần đầu dài, râu tóc bạc phơ dài. Và các đường nét được vẽ tay, vẽ men lam trên cái phần thân áo, tà áo của vị thọ lão nhân này. Tiếp theo thì về phần kích thước của bức tượng, chúng ta sẽ có kích thước của bức tượng là lên tới tận là 36cm, cả nhà hơn 36cm. Và các đường nét thì anh chị có thể cảm nhận cùng với Gốm Nhật Toki cực kỳ chi tiết luôn. Về phần râu, tóc này, lông mày này, nếp nhăn trên trán này rồi khóe mắt này, rồi môi miệng này, mũi này cực kỳ sắc sảo, kể cả bàn tay, khớp khuỷu tay, móng tay, từng chi tiết được mô tả hết sức là tinh tế. Phần lỗ tai, tai dài và đặc biệt là phần vẽ men lam ở phía đằng sau. Cả nhà có thể cùng chiêm ngắm với Gốm Nhật Toki nha. Đây em giới thiệu một chút xíu cận cảnh đến cho cả nhà. Một bức tượng được làm rất là sắc sảo, rất là tuyệt đẹp. Đây cả nhà có thể cùng chiêm ngắm với Gốm Nhật Toki nha. Từng cái đường nét, một tay thì cầm sách, một tay thì cầm gậy cả nhà. Và đặc biệt là phía bên dưới thì chúng ta sẽ có truyện ký Kutani chìm nha cả nhà. Truyện ký Kutani chìm, một bức tượng để chị thể sưu tầm trưng bày giới thiệu đến cả nhà, rất là đặc biệt. Và mọi thông tin chi tiết thêm về bức tượng này thì em sẽ để dưới phần mô tả, anh chị có thể cùng giao lưu với Gốm Nhật Toki nha. Rất là cảm ơn quý anh chị đã theo dõi. Và một lần nữa thì Gốm Nhật Toki cùng bức tượng Thọ lão nhân xin được kính chúc quý anh chị sức khỏe và trường thọ. Xin hẹn gặp lại quý anh chị trong các tác phẩm sưu tầm tiếp theo của Gốm Nhật Toki.